Dạ xin kính chào quý cô chú chị em. Nay shop Lê Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú chị em là có nhập về một số sản phẩm. Sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay shop giới thiệu là một cái tủ compost rất đẹp nha quý cô chú. Tủ compost này là cũng vài chục năm rồi. Chất liệu gỗ thì không có được tốt, nhưng mà về cái mẫu mã, xin mời mẫu mã rất là đẹp nha quý cô chú. Dạ xin mời quý cô chú xem tổng thể cái bộ compost. Dạ xin mời. Dạ đầu tiên thì shop giới thiệu đây là tổng thể của cái bộ compost. Quý cô chú có thể sử dụng tủ áo nha quý cô chú, nó gồm 4 học. 1 2 3 4. Một cái học tổng thể là 92. 92 và 16 nha. 92 và 16 có một cái ổ khóa ở đây. Gồm có 4 học. Đây là học thứ nhất. Cái mẫu mã này thì nó đẹp hơn. Gỗ thì không có chất lượng bằng nha quý cô chú, nhưng mà được cái mẫu mã rất là đẹp và vừa túi tiền cho quý cô chú chị em xem. Đây là nó có 8 cái nút bằng gỗ luôn nha quý cô chú, rất đẹp nha, 8 cái tay gỗ rất đẹp, gồm có ba học và một cái học là ổ khóa là 4 học. Đây tổng thể cái dàn chân phía trước rất đẹp nha quý cô chú. Cái dàn chân trước rất đẹp nha quý cô chú, rất là dày luôn, cái này rất là chắc chắn. Còn đây phía trong nha, cái này cái phía trong nha quý cô chú. Đó. Cũng gỗ nha. Và những cái bên đây ba cái học này thì sử dụng bằng những cái kéo này nha quý cô chú. Trên đây thì ổ có ổ khóa nha, 4 học. Nó gồm 4 học nha quý cô chú nha. Tiếp theo shop giới thiệu là cái mặt bên trái. Cái này là nguyên một khối cây, rất là chắc nha quý cô chú, một khối cây luôn. Đây là một cái tấm. Cái này những cái gỗ xưa nó không có giá trị lắm nha quý cô chú. Dạ. Chỉ có những cái xương này là bằng gỗ đỏ, còn nhiều là những cái ván ép hồi xưa nha quý cô chú, những cái ván xưa, những ván ép hồi xưa thôi. Mẫu mã rất đẹp ha, cái này mấy bên trái. Cái này cũng vừa túi tiền để quý cô chú tham khảo. Tiếp theo thì một cái miếng gõ trên đây. Có một tấm nhưng mà nó bị xé đây nha quý cô chú. Cái này lúc mà để đồ đó. Một tấm gõ đỏ nha. Một tấm gõ đỏ. Tấm này gõ đỏ này có chấm nu đẹp ha. Nhưng mà nó bị răng rồi quý cô chú. Tiếp theo mé bên phải nha quý cô chú. Tổng thể mé bên phải nha, cũng giống bên trái thôi. Cái này là những ván ép hồi xưa nha quý cô chú. Còn khung xung quanh là gõ đỏ nha. Thời xưa thì sử dụng ván ép nhiều. Còn đây là phía sau, tổng thể cũng sử dụng bằng ván ép nha quý cô chú. Phía sau chân rất là dày nha, nó chân cẳng rất là chắc chắn, nhưng mà gỗ thì không được giá trị lắm. Quý cô chú xem từ tổng thể từ xa nha. Đây là những cái chân rất là chắc nha, là đẹp. Cái học này thì cũng cái tủ này thì cũng trải qua vài chục năm rồi quý cô chú.
nên cái này chỉ sưu tầm thôi, tại vì gỗ không có được tốt lắm. Cái này là những cái dáng ép xưa nha. Mẫu mã thì đẹp nhưng mà những tấm dáng ép xưa nè, rủ dầu và dáng ép thôi chứ không có. Cái này là 8 cái tay gỗ ha quý cô chú nha. Cái bộ này mẫu mã đẹp và 8 cái tay gỗ, 4 cái hộc. Sau đây shop sẽ xin đo tổng thể cái tủ cambot này. 103, chiều dài là 103, chiều ngang là 52, chiều ngang là 52, chiều cao là 102, 102. Và đây shop xin nhắc lại tổng thể của cái tủ này, sử dụng là gõ đỏ và dán ép xưa nha quý chú. Sau đây shop xin báo giá tổng thể của cái tủ cambot này với giá là 3,5 triệu nha quý chú, 3,5 triệu thôi, tại vì có những cái tay gỗ này nó giá trị nha quý chú. Còn về mẫu mã với tay gỗ thì đẹp, còn gỗ thì không có giá trị bằng, sử dụng bằng gỗ dầu với dán ép nhiều. Quý cô chú nào gần đây thì đến xem hàng trực tiếp, còn ở xa thì gọi điện cho shop tại Zalo màn hình tay phải. Quý cô chú nào chưa đăng ký kênh thì giúp shop một cái đăng ký và bấm cái chuông đỏ đỏ dưới màn hình để được thông báo video sớm nhất. Dạ 3,5 triệu cho cái tủ này. Quý cô chú có thể đề co trong phòng rất là đẹp nha. Dạ cuối video clip, cảm ơn quý cô chú đã xem hết clip này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an. Dạ 3,5 triệu cho cái tủ này. Dạ xin cảm ơn.